Ngồi xuống đây, ơi, ngồi xuống đây. Chuyện gì? Anh cần chú tư vấn cho anh một chuyện. Ok luôn, bây giờ anh cứ trình bày đi, em sẽ là tổng đài tư vấn. Anh cứ thoải con gà mái đi, em sẽ hăng hái phát biểu. Anh không biết mua tặng vợ anh cái gì cả. Mua đồ đểu thì sợ vợ giận, mà mua đồ xịn thì lại sợ không có tiền. Tóm lại là bây giờ anh muốn mua quà tặng vợ anh là tầm bao nhiêu tiền? Anh nói đi. 1 triệu quay đầu. Mua hoa đi. Hoa? Lần nào anh cũng tặng hoa rồi, xong vợ anh bảo là mua làm gì cho tốn kém. Thế thì anh tặng hoa đi. Sao lại hoa? Đã bảo là vợ không thích rồi. Hoa đồng tiền. Hoa. Em làm sao ấy, em biết thừa là kinh tế trong nhà anh ấy là vợ anh nắm giữ hết. Bây giờ chẳng lẽ lại xin tiền vợ anh, xong rồi mang tiền về tặng vợ. Thế khác nào vợ anh là con bò nhè ra xong rồi ăn lại. Kính chào quý vị khán giả, nỗi băn khoăn của chàng trai vừa rồi hẳn là rất quen thuộc với cánh đàn ông những ngày này, khi mà Ngày Phụ Nữ Việt Nam 8 tháng 3 đã cận kề. Đây là dịp để tôn vinh, tri ân, bày tỏ sự yêu thương với những người phụ nữ. Và vào mỗi dịp này thì câu hỏi tặng quà gì cho những người phụ nữ quan trọng với mình làm đau đầu không ít người. Vì sao việc tặng quà lại tạo nên áp lực cho nhiều người? Và làm thế nào để mang tới cho người mình yêu thương những món quà ý nghĩa? Đây sẽ là chủ đề của chương trình Góc nhìn văn hóa hôm nay. Phóng viên Góc nhìn văn hóa ghi nhận quan điểm của một số người dân về quà tặng và cách tặng quà. Trên Facebook của mình, các bạn bè toàn up những món quà to đẹp có giá trị. Mình nhìn thì mình cũng cảm thấy bị tủi thân ấy. Đôi khi mình không biết người kia thích gì và không biết phải tặng cái gì. Tặng quà mà không đồng ý thì có khi lại giận dỗi. Mình luôn muốn dành những món quà giá trị nhất dành cho những người yêu thương của mình. Tuy nhiên thì vì mình là sinh viên, nên là nếu như mà tặng món quà rẻ thì mình thấy hơi bèo. Còn nếu như tặng món quà đắt tiền quá thì chắc mình ăn mì tôm cả tháng mất. Mình nghĩ quà không chỉ là giá trị vật chất mà quan trọng là tấm lòng. Thế nên là không nên phân biệt đẹp, xấu, to hay nhỏ, thậm chí là một bó hoa thôi cũng được. Mà nhiều người lại suy nghĩ cách duy nhất là tặng bằng tiền. Nhưng mà đôi khi phái nữ lại nghĩ là nó không lãng mạn. Cá nhân tôi thấy thì là người yêu tôi là một người mua sắm khá là nhiều. Thế cho nên là tôi thấy là đồ đạc của cô ấy là cái gì cô ấy cũng có. Cho nên là để mà nghĩ được món quà đặc biệt cũng là một vấn đề khá là nan giải đối với tôi. Hôm nay mùng 8 tháng 3, chẳng hay anh đã mua quà hay chưa? Hay là lịch tháng 3 của chồng em bị sai sao ấy, giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Không hiếm gặp những lời nhắn nhủ vui vui, lời nhắc khéo như vậy được đăng tải trên mạng xã hội. Đứng về góc độ tâm lý mà nói thì không riêng phụ nữ, ai cũng thích được tặng quà. Những ngày này với một số người thì việc nhận quà không chỉ là để cảm nhận mình được yêu thương, mà còn là dịp để khoe với mọi người. Dễ gặp nhất là ảnh những bó hoa, nhưng cũng có sự so sánh ngầm, hoa của ai to nhất, độc lạ nhất, rồi vô vàn những món quà khác nhau được khoe trên mạng, từ những đồ dùng mỹ phẩm cho tới hàng hiệu đắt tiền. Đặc biệt thời gian gần đây còn có trào lưu là khoe tiền được chồng hoặc người yêu chuyển khoản, những số tiền đủ để người khác tròn xoe mắt. Và thế là với một số người, ngày lễ giống như một cuộc chạy đua cho cả người được tặng và người tặng. Có cái xu hướng là các bạn gái khoe với nhau những món quà mà mình được nhận từ bạn trai của mình, giống như là một cái thành tích để khoe là bạn trai của mình là rất là yêu mình, hay là bạn trai của mình là đại gia, hay là bạn trai của mình là cái người sang chảnh, hay là bạn trai của mình là cái người tinh tế, vân vân và vân vân. Tôi nghĩ là tất nhiên là các bạn gái thường là tự hào, cái điều đấy cũng không có gì sai cả. Nhưng nếu mà chỉ nhìn vào cái giá trị của món quà để mà đánh giá về cái tình cảm của người bạn trai thì e rằng sẽ có lúc bạn sẽ phải hối tiếc. Người xưa có câu của cho không bằng cách cho. Mỗi món quà trao đi ngoài giá trị vật chất tự thân của nó còn gửi gắm sự quan tâm, tình cảm yêu thương, thể hiện sự trân trọng của người tặng với người nhận. Tặng quà giá trị cao mà chỉ qua loa cho xong, chắc gì đã quý giá, đã ấm áp, đã để lại ấn tượng sâu sắc bằng món quà nhỏ nhưng được người tặng làm bằng tất cả tình cảm của mình. Những bức tranh con trai tự vẽ tặng mẹ, quà tặng tự thiết kế, tự làm, hay đôi khi là một cái ôm, một nụ hôn ấm áp, giản dị thôi, nhưng ý nghĩa và chân thành. Sau một thời gian tìm hiểu và lên ý tưởng, anh Đoàn đã quyết định tự mình thiết kế các tấm thẻ và viết thư tặng bạn gái nhân dịp mùng 8 tháng 3.
Mình đã dành một khoảng thời gian để tìm hiểu và chọn ra được món quà mình cho là ý nghĩa. Mình quyết định tự design và in ra những tấm card này. Ở đây có cả tên của hai chúng mình. Nó là toàn bộ sự chân thành và tâm huyết của mình. Và chúng mình sẽ thực hiện được những điều này cùng nhau. Như vậy thì cả hai chúng mình có thể hâm nóng tình cảm và cảm thấy hạnh phúc. Nhận được món quà đặc biệt từ bạn trai, Giang rất bất ngờ và hạnh phúc. Đầu tiên là mình rất là vui, rất bất ngờ. Thì tụi mình là sinh viên nên là những cái món quà nó sẽ nặng về tinh thần nhiều hơn. Và kiểu qua những cái món quà này thì mình có thể thấy được là người yêu của mình hiểu mình mức nào, biết mình thích những cái gì. Và mình rất là trân trọng người. Nếu trước đây hoa và bánh luôn là phương án tặng quà an toàn và phổ biến, thì giờ đây cánh mày râu ngày càng chứng tỏ sức sáng tạo của mình với những món quà độc đáo do chính bản thân mình trải nghiệm làm ra. Mặc dù công nhận là nó đắt nhưng mà nó bền hơn. Cái khoảng thời gian lắp thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 2-3 tiếng. Đấy là kiểu khi mà mình rất là tập trung, lắp rất nhanh và rất là để ý nha. Lắp cùng mảnh Lego rất là đau tay và nếu mà lắp sai thì phải tháo ra lắp lại. Chọn quà cho phụ nữ dịp này, niềm vui vì thế dành cả cho người trao đi. Một năm thì có nhiều dịp để mọi người thể hiện tình cảm với những người quan trọng đối với mình. Từ ngày lễ tình yêu Valentine, ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày của mẹ, ngày của cha, ngày quốc tế thiếu nhi, ngày sinh nhật của mỗi người. Các dịp tặng quà vì vậy thì cũng nhiều hơn. Giá trị của mỗi món quà cũng khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng ý nghĩa thực sự của món quà không nằm ở giá trị vật chất mà ở giá trị tinh thần của nó. Và món quà quý giá nhất có lẽ chính là mình có những người thân yêu, quan tâm, chia sẻ, cùng đồng hành trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Nhân ngày 8 tháng 3, xin chúc một nửa không thể thiếu của thế giới thật nhiều niềm vui, ngập tràn năng lượng và lan tỏa tinh thần tích cực. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Con đang vẽ bức tranh để tặng cho cô 8 tháng 3. Chúc cô giáo là 8 tháng 3 vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và làm việc gì cũng tốt lành. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng với các em học sinh nội trú tại ngôi trường miền núi này, tấm thiệp do các em tự tay chuẩn bị thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn tới người nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ. Tôi rất là vui mừng, trân trọng món quà đó, mong tập thể lớp 8A của cô và tất cả các em học sinh trong toàn trường cố gắng học tập sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn. Con coi cô như là người mẹ thứ hai của con và con cũng cảm ơn cô đã dạy dỗ con đến tận bây giờ ạ. Với những cô giáo vùng khó, quà cáp mỗi dịp lễ Tết chính là sự tri ân mộc mạc chân thành của cả phụ huynh và học trò. Người dân đều sống rất là tình cảm, coi các thầy cô giống như là chị em con cháu trong nhà thôi, cho nên là ở gia đình mình có ngô hay là rau gì đấy thì cũng sẽ đều mang một ít gọi là tấm lòng đến cho các thầy cô. Tri ân cô giáo, món quà nhỏ đem đến hy vọng lớn về sự học sẽ khởi sắc trên những bản núi cao.